Lord & Taylor đóng cửa hàng loạt cửa hàng sau 194 năm hoạt động. Lord & Taylor, hệ thống cửa hàng bán lẻ được thành lập đầu tiên ở Hoa Kỳ, đã chính thức khai phá sản, kết thúc chặng đường gần 200 năm hoạt động. Thưa quý vị, vào hôm thứ Năm, công ty đã đệ đơn khai phá sản và cho hay tất cả 38 cửa hàng sẽ bắt đầu thanh lý hàng hóa. Trước đó một tuần, công ty còn quyết định sẽ giữ 14 địa điểm hoạt động. Ed Kramer, giám đốc tái cấu trúc của Lord & Taylor, cho biết công ty vẫn đang tìm kiếm nhiều cơ hội khác nhau. Tuy nhiên, việc quyết định thanh lý hàng hóa tại tất cả 38 địa điểm là để tối đa hóa giá trị hàng tồn kho. Ban đầu, công ty thông báo chỉ đóng cửa 19 cửa hàng. Nhưng vài tuần sau đó, con số đã tăng lên là 24 và bây giờ là tất cả cửa hàng trên toàn quốc sẽ đóng cửa. Lord & Taylor từng là nhà bán lẻ hàng đầu trong ngành thời trang cao cấp. Cửa hàng đầu tiên mở cửa vào năm 1826 tại New York. Cho đến Thế chiến thứ hai, công ty phát triển mạnh nhờ Dorothy Shaver, người phụ nữ đầu tiên đứng vai trò lãnh đạo một công ty bán lẻ lớn, thưa quý vị.